Con xin sư chỉ dạy cho con cách để tha thứ cho người và cho mình. Con đã nghe giảng rất nhiều bài pháp về chủ đề này, nhưng con vẫn không thể thực tâm buông xả. Chỉ cần họ làm con buồn lòng là con lập tức sâu chuỗi lại với những lần trong quá khứ và oán hận họ hơn. Dù rằng những lúc họ làm điều tốt với con rất biết ơn, nhưng tất cả vẫn không thể làm con quên đi những điều không phải họ gây ra cho mình. Xin sư hãy cho con biết tại sao ta phải tha thứ khi bị họ làm đau khổ. Xin rồi. Như thế này. Cái chuyện á mà họ làm cho mình đau khổ á, đó là quyền của họ. Còn cái chuyện mình quyết định có đau khổ hay không, đó là quyền của mình. Quý vị có thể nghĩ như thế này: tôi tha thứ không phải là vì tôi muốn tốt cho anh, mà tôi tha thứ chỉ bởi vì tôi muốn tốt cho tôi. Tôi không muốn tôi phải sống trong cái sự dằn vặt bản thân, tôi không muốn tôi sống trong cái sự đau khổ, cho nên tôi bỏ. Nhưng mà như thế này, nó giống như một người hỏi là làm sao để mà nâng một cái cục tạ là 100 kg, hoặc là họ hỏi là làm sao để tôi có thể chạy liên tục được, tôi có thể chạy được 10 km, chạy marathon đó. Thì xin thưa là anh không thể nào ngồi để anh lý luận được. Anh không thể nào ngồi đây anh lý luận mà anh nâng cục tạ 5 kg, rồi nâng cục tạ 10 kg, rồi nâng cục tạ 20 kg, 30 kg, cho tới 100 kg. Hoặc là anh lý luận là một ngày anh nên chạy 1 km, rồi cứ ví dụ như sau đó anh sẽ nâng lên 2 km, rồi 3 km. Anh không thể nào ngồi đó lý luận. Mà bằng cách lý luận đó một người có thể nâng cục tạ 100 kg, hoặc là bằng cách lý luận đó mà một người có thể chạy được marathon 10 km. Mà anh phải thực hành thường xuyên, thực hành mỗi ngày, như là cái người tập tạ. Họ phải tập thường xuyên, đúng bài bản, tập có khoa học, thì họ mới có cơ hội nâng cái cơ bắp của họ lên suốt một cái khoảng thời gian dài. Khi họ nỗ lực có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc nhiều năm, rồi mới đến một ngày họ có thể nâng được cục tạ 100 kg. Chứ không phải là chuyện ngày 1, ngày 2. Hoặc như một người chạy marathon, anh cũng phải bắt đầu từ việc một ngày anh chạy 100m, 200m, 500m, 1 km. Chứ anh không thể nào anh chạy một ngày mà anh chạy được 10 km được. Và anh phải tập luyện thường xuyên. Sau khi anh tập luyện thường xuyên một cách bài bản và có khoa học, khi đó anh mới chạy được 10 km. Đó. Cho nên quý vị nên hiểu là cái sự tu tập của chúng ta đó, nó không phải là một ngày 1, ngày 2, mà chúng ta có khả năng kham nhẫn, có khả năng từ tâm, có khả năng buông xả. Không phải tự nhiên có được quý vị. Quý vị phải thực hành, phải luyện tập, phải rèn luyện thường xuyên. Một ngày đó, cái này sư đã từng làm. Một ngày làm ơn bỏ ra 1 tiếng đồng hồ, rồi một ngày 1 tiếng đồng hồ tu tập tâm từ, hoặc một ngày 1 tiếng đồng hồ tu tập đề mục buông xả. Một ngày chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi, một năm sau quý vị sẽ thấy khác. Quý vị sẽ thấy con người của quý vị nó sẽ khác con người một năm trước rất là nhiều. Nhưng mà nó phải là một năm sau, chứ không phải là mình ngồi đây mình ngồi một bữa hai bữa là tự nhiên mà thành ông thánh, coi như là ai mắng chửi mình là nó trơn tuột xuống hết, là mình thoải mái mình cười hề hề. Xin thưa, trừ khi là mình lấy cục gạch mình đập lên đầu mình, nó bị đứt một vài cái cọng thần kinh ở trong đây, lúc đó mình mới có thể cười hề hề thôi. Ngoài ra phải tập, phải rèn luyện. Còn quý vị thấy một năm rất là lâu đúng không? Vậy thì
thường xuyên tu tập nhiều hơn nữa. Một ngày một tiếng không đủ thì 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng mà nên nhớ có khoa học, có sự phân bố hợp lý thời gian đó, chứ không phải là mình bỏ bê công ăn việc làm rồi mình tu một cái thời gian ngắn, sau đó thời gian ngắn chừng tuần lễ nửa tháng mình thấy không hiệu quả là mình bỏ. Bất kỳ một phương pháp tu tập nào, nếu quý vị tu tập đúng, làm ơn, xin nói làm ơn, kiên trì một năm, kiên trì tu tập, thì quý vị sẽ thấy có hiệu quả. Còn bản thân quý vị không chiến thắng được chính mình thì làm sao có thể hưởng được cái quả lành thưa quý vị. Cái cây á, muốn trồng mà cho quả đó, hàng ngày phải tưới nước, hàng ngày phải lo vung xới nó, chăm sóc nó. Có những cái cây á, nó đòi phải tưới nước mỗi ngày, mà mình thì thôi thì 10 bữa nửa tháng mới tưới một lần, thì xin thưa tưới hôm trước hôm sau tới nó đã héo chết rồi. Cũng vậy đó, muốn có tâm từ, muốn có khả năng buông xả, muốn có các khả năng tu tập của nội tâm mà lâu lâu mới làm một lần, thì xin thưa là mình chỉ có đủ khả năng của cái chuyện lâu lâu mới làm một lần thôi. Và nó sẽ không thể nào hiệu quả, nó giúp quý vị được nhiều đâu. Nên nhớ, chúng ta không phải thánh nhân. Cái gì cũng vậy, phải có thời gian để nó chín mùi, phải có thời gian vun bồi, phải có thời gian rèn luyện thì nó mới đem lại cái hiệu quả như mong muốn. Chứ còn mà cái sự rèn luyện nội tâm đó, nó không giống như mì ăn liền. Không giống mì ăn liền.